Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zoro, mình Zoro và Tashigi. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Nusham Play của chính của mình. Thì nói chung là cũng khá là lâu rồi bạn này chưa xuất hiện lại cho anh em xem. Và gần đây thì mình cũng có đăng một cái bài viết lên status cộng đồng trên YouTube, đó là cái hoạt động tích lũy tiêu 75k vàng. Nói chung là anh em cứ hóng chờ nha, clip đó sẽ có vào cuối tuần này, tầm thứ Bảy, Chủ Nhật gì đó thì mình không có biết chính xác, nhưng mà đảm bảo là thứ Bảy hoặc là Chủ Nhật tuần này sẽ có nha. Nhưng này con ngạc này của mình cũng khá là lâu rồi chưa có comeback, chưa có xuất hiện trở lại, cho nên là đợt này mình cũng muốn cho nó quay trở lại và làm nhiều điều thú vị cho anh em xem. Rồi, ok, mong là anh em sẽ hóng hớt và chờ đón xem clip của mình. Chúc em ngày vui vẻ và xem clip như like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe, đăng ký để ủng hộ cho mình. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của hoạt động rồi. Hôm nay là ngày 4 tháng 11. Thì nói chung là hoạt động hôm nay là ngày cuối cùng. Đây, anh em có thể thấy là phúc lợi lễ Tết gì đây nè, là nó nhận ngày cuối cùng rồi nè. Đấy. Rồi điểm danh quà online như anh em thấy thì mình cũng nhận đúng ngay ngày 4, thấy chưa? Chính xác chưa? Hôm nay là ngày 4 tháng 11. Bây giờ mình sẽ trả lời 3 câu hỏi nha. Nội dung hôm nay thì chắc là mình sẽ tiếp tục chiến phó bản thôi. Cũng khá là lâu rồi cho chiến phó bản, và trước thì mình đã hoàn thành hết cái phó bản cũ, cho nên là hôm nay mình sẽ đi phó bản mới xem được coi chúng ta gặp phải đối thủ là ai và không biết là có thua hay thắng, tại vì mình rất là muốn gặp những đối thủ mạnh anh em, chứ gặp bọn nhãi nhép miết chán lắm anh em. Mà bọn nhãi nhép miết mình thắng hoài ngại, đôi khi thắng hoài cũng ngại lắm. Sugar và Monet thì có phải chị em không? Này là phải nha. Trên cánh tay của A thì có chữ A, S, C, E. Chiếc mũ của Luffy bẻ làm rách thì của Boget làm rách. Rồi ok, hôm nay cũng toàn là những câu hỏi đơn giản thôi anh em. Để chiến nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là cướp tầm bảo, thì chắc là mình hoàn thành luôn quá. Rồi để mai đi. Mai có thương thành. Đằng nào thì tích lũy đợt này thì mình cũng đã tích lũy đợt này thì mình chắc là mình không tiêu nữa. Tích lũy đợt này chắc mình không tiêu nữa. Rồi ok. Tiếp theo là về tinh linh. Thì tinh linh của mình hôm nay kiếm được cũng khá là nhiều đồ ngon đấy. Túi đầy mất rồi. Từ khi có con Lucifer thì mình có cảm giác là mình có được rất là nhiều đồ ngon anh em à. Quá tuyệt vời luôn. Cho nên là mình đang rất là cưng chiều con Lucifer của mình đây. Cưng như trứng luôn anh em ơi. Cưng như trứng luôn nha. Mình sẽ bồi dưỡng cho nó. Và mấy cái ma phấn tinh linh mình vừa kiếm được mình cũng sẽ bồi dưỡng cho nó luôn. Đấy. Sung sướng cuộc đời chưa. Lãnh phúc lợi ngày cuối. Không được luôn. Đầy rồi. Mở cái này ra kiếm ít vàng coi. Mong là ngày mai sẽ có quỷ hải tặc anh em, chứ khá là lâu rồi chưa có quỷ hải tặc. Thì mong là ngày mai sẽ có quỷ hải tặc. Nice, ok. Đây. Quay trở lại với cái lấy lại tích điểm. Thì ngày hôm qua thứ Ba mình quên mình đi, không có đi Clausum với trên bá trên biển này, hơi đen. Đáng lòng thiệt. Rồi ok, tinh linh là cũng đã đầy đủ rồi đúng không? Chịu hơi bết phụ đi ha. Tương lai mình chuẩn bị lấy bết phụ cho nên là phải siêng năng lấy mấy con bết phụ này nè, chứ từ trước tới giờ là mình không bao giờ triệu hồi luôn, chán thiệt. Khu vui chơi nè, chiến đua tóc tranh bá thì như mình nghe nói đợt này là đua tóc tranh bá này bị cái lỗi gì đúng không anh em? Không biết có đúng hay không mà mình thấy như là bị lỗi gì đó, mình cũng chả biết là có đúng hay không nữa, không biết là bị gì. Rồi Alabu mình cũng chưa thu thập đúng không? 10 trên 15 thì cũng không cần thu thập làm gì, để mai đi. Ok, bây giờ chúng ta vào phó bản luôn ha. Nãy giờ đợi cũng khá là lâu rồi cho nên vào luôn. Chứ đâu đến cùng thì không có lượt. Rồi ok, như vậy là kết thúc. Bây giờ mình sẽ quay một ít cái phiếu quay may mắn này xem mình có may mắn hay không. Rồi, được một cái dấu đỏ. Valentine này mình có 11 thiệp nè. Ui, ba lô đầy mất rồi. Túi mình hơi chật anh em. Khi nào có dịp chắc là phải mua ba lô với lại chìa khóa kho quá. Cái kiểu này là không được rồi, chật túi quá. Số 11 là số may mắn của mình luôn á. Ui, xong rồi mình thấy người ta quay tàn ra mấy khoang chopper bậc 1 rồi tùm lum hết mà. Sao mình quay không ra cái trò trống vậy trời. Ok, chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ và tiến đến phó bản tiếp theo. Không biết là phó bản gì nhưng mà chúng ta sẽ đi nhận xem. Nhiệm vụ của chúng ta là kế hoạch của tuyết nữ. Tuyết nữ ở đây thì mình nghĩ chắc là Monet quá. Ok, chính xác luôn anh em, Monet. Và chúng ta cùng xem coi phó bản này chúng ta sẽ đối đầu với boss nào nha. Ủa, Tashigi à? Phải. À, đoạn này là con Monet đánh với Tashigi, sau đó là Zoro tới ứng cứu. Như vậy là boss chắc là Monet quá. Rồi, đúng như mình nói thì boss là Monet, nhưng mà Monet dạng Haki. Monet dạng lên dạng quái thú anh em. Dạng mà có răng nhọn, sắc nhọn, ghê lắm. Đây là thư ký của Shisha. Monet có sức mạnh của trái Yuki Yuki. Sử dụng hiệu quả của trái Yuki Yuki để chuyển đổi bản thân thành thể chất tuyết. Ok. Wow, các bạn này khá là đẹp anh em ơi. Map xung quanh y như là một cái nhà trẻ luôn. Rất là nhiều trẻ em chơi đùa ở đây thì thỏa thích luôn. Ở đây thì là Usopp. Khá là lâu rồi mình không có gặp lại Usopp. Usopp này là Usopp Haki. Usopp sau 2 năm. Rất là đẹp luôn anh em. Rất là đẹp và đẹp dai luôn anh em. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời cho một cuộc tình. Rồi, ok. Nhân vật nào đây anh em? Mocha. Lối ra đã bị chặn rồi. Phải làm sao đây? Có vẻ chúng ta gặp một nhân vật mới, đó là Mocha. Cũng không biết Mocha là ai, nhưng mà úi, đừng lo lắng là chị Monet. Cô gái đó là ai? Đây là anh Zoro anh em. Mặt đúng ngầu luôn. Rồi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà chắc là mình sẽ phải đối đầu với bọn này rồi. Chắc chắn là phải vậy rồi. Mình sẽ nâng sinh mệnh % lên vài phát coi. Lâu lâu rảnh nâng, đôi khi quên. Trận hình này chắc mình chơi trận hình 3 người quá. Mình nghĩ mình nên chơi trận hình 3 người thôi anh em, không nên chơi nhiều. Chơi trận hình 3 người có gì hồi sinh cho nhau cho nó sướng. Thằng mình sẽ cho thằng Mingo này đam trước. Rồi, không biết là có win hay không đây, nhưng mà cứ chơi thôi. Trận hình này thì là trận hình tăng về ma công à. Trận hình này tăng ma công thì chơi làm gì? Chơi tuyệt chiêu đi. Đúng rồi, trận này nè. Chính xác. Rồi, vô nha anh em. Let's go baby. Không biết có win hay không nhưng mà cứ dứt thôi. Wow, công nhận map này đẹp thiệt luôn. Mình sẽ tăng tốc luôn nha, cho anh em xem cho nó nhanh. Chứ đánh bọn này rất là lâu luôn. Máu thì nó quá nhiều và quá trâu. Khi nào lấy được nguyên tố mới chắc là mạnh anh em. Nguyên tố mới mình thấy tăng sát thương khá là ghê. Rồi, được nửa cây. Khoảng gần nửa cây rồi. Đó, phải vậy chứ. Mình nghĩ chắc là vẫn sẽ win đấy anh em. Win thì vẫn sẽ win thôi. Các bạn này có vẻ như cũng không có gì nhầm nhò với mình lắm. Rồi, hổ đen kích hoạt, giết được một đứa. Thằng Lo thì mang cá mập xanh, cho nên là không có cái nội tại của hổ đen nha. Nhưng mà nó sẽ được hồi máu rất nhiều và hồi khiên tối cường. Khá là kinh. Rồi, win. Một tour này nữa là giết hết. Đảm bảo với anh em luôn. Rồi, tour này nữa là giết hết nha. À, thanh niên này tự mình giết mình à. Ủa, cuối cùng không chết này. Anh em thấy không? Trắng máu mà không chết, trâu ghê. Cuối cùng mình dự đoán sai mất rồi. Rồi, thằng tiếp theo. Một số kiếm sĩ này mình không biết là tại sao lại mặc áo choàng bên ngoài nhờ. Áo này không biết là tránh mưa, tránh nắng hay là tác dụng gì nữa anh em, hay cho nó ngầu ta. Dạ biết luôn. Mình thấy trong mấy các bộ phim cũng thường hay có cái áo choàng như kiểu này. Ui, tính ra là cái ngay cổ có thể kéo lên để làm khăn bịt mặt nữa. Quá tuyệt vời. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha. Ấn subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Giúp cho mình tăng thêm nhiều subscribe nha. Nói chung là vẫn win thôi. Bọn này thì nó cũng không có gì đặc biệt. Để mình xem định hướng coi. Ặc này của mình thì tương lai mình nghĩ chắc cũng sẽ phải lấy thêm một con tướng mới. Nói chung là tương lai phải lấy nhiều đấy. Nếu mà nói về tương lai thì phải lấy nhiều anh em, chứ không phải lấy một con đâu. Lấy nhiều ơi là nhiều luôn. Nhưng mà phải có thời gian thôi, chứ giờ cũng không biết thế nào. Mình không có phải là các thanh niên nạp tiền ấy, cho nên là mình chịu rồi. Mình chỉ có thể là cày chay kiểu này thôi, chứ mình không nạp tiền được anh em. Nhà nghèo, không đủ tiền để nạp. Mà giờ server này cũng cũ rồi, nếu mà ví dụ mình nạp thì nói chung là cũng không hứng thú lắm. Nếu mà nạp thì mình sẽ nạp tân thủ, nạp bên server mới thì sẽ hay hơn, chứ nạp server cũ chơi cũng rất là chán. Ặc này khá là lâu, server khá là lâu, server 11 S11 của Jinmi khá là lâu rồi anh em. Ôi buồn. Chung thì mình cũng rất là mong muốn game càng ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng nhiều người chơi hơn. Mỗi ngày đều có thêm nhiều người chơi, vậy sẽ rất là tốt luôn. Rồi, quên. Chúng ta tiếp tục với ải tiếp theo. Đây là ải cuối rồi nè. Ải cuối này xong sẽ đánh với Monet nha. Tiếp tục là bọn đao khách. Ây da, ngày mai là sang hoạt động thương thành nè. Hoạt động thương thành thì để mình coi coi. Lâu lắm rồi không có quậy hệ tặc, thì mình mong là ngày mai sẽ có quậy hệ tặc để mình mua quậy hệ tặc rồi lên được 15.000 vàng, khá là ok. Với lại coi như là tiêu được một mớ điểm. Nếu mà nói thương thành mà tiêu 10.000 vàng thì sẽ lên được 20.000 điểm. 20.000 điểm nha anh em. Mạc này 20.000 điểm thì đổi gì ta? 20.000 điểm đổi gì được anh em? Mình đang thiên hướng về đội cái viên rèn đồ thì tôi thường là mình đều đổi cái riêng viên đó như là 800 điểm hay sao á, nhưng mà giờ chắc mình sẽ suy nghĩ lại thì mình sẽ đổi cái thứ nào đó hợp lý hơn. Rồi lại win rồi, chúng ta đến với Monet nha. Hay quá, cuối cùng cũng gặp được một con boss thú vị, đó chính là Monet. Lại có cái mấy cái phiếu nữa anh em. Đây Monet nha anh em. Hồi nãy tính ra mình vừa trả lời câu hỏi liên quan Monet luôn, đó là Monet với Sugar gì đó, có phải là chị em gì hay không, mà kết quả là đúng nha. Sugar là ai ta? Nếu mình nhớ không nhầm, mình nhớ Sugar là cái con mà trong băng của Doflamingo. Đoạn này là đoạn Zoro đánh với Monet. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt. Một cái đoạn quen thuộc. Đoạn này thì Tashigi đang bị Monet hành cho ra bả luôn, nhưng mà Zoro tới ứng cứu kịp thời. Quá tuyệt vời. Skill của con này, ui đóng băng liên hoàn luôn kìa. Ghê nhờ. Rồi bây giờ tới mình. Ui. À Tashigi anh em, mình nhầm, mình quên mất là boss là Tashigi. Ok, tại sao mình lại phải đánh với Tashigi nhờ? Trong khi Zoro cứu Tashigi mà mình lại phải đánh với Tashigi. Hơi nhảm. Tashigi này là Tashigi phiên bản Haki rồi nha anh em. Khá là đẹp, xinh gái hơn trước rất là nhiều. Ở phiên bản trẻ trâu thì thực sự rất là giống con trai luôn. Nhìn lần đầu vô cứ tưởng con trai, nhưng thật ra là con gái. Đến phiên bản sau 2 năm này thì cực kỳ xinh đẹp. Phải nói là ra dáng gái đàng hoàng luôn đó anh em. Con này thì với cái lượng máu của nó thì cũng chỉ có 22 triệu thôi, cho nên cũng không có gì phải là nhập nhằn với mình. Đấy. Ui, sao không kích hoạt được hổ đen trên người thằng kiếm sĩ G5 kia ta? Hơi sai nha, mình thấy hơi sai nha. Rồi chết, đồng đội nó tự giết nó luôn rồi. Một thằng nữa ra đi. Rồi giờ còn Tashigi thôi. Tashigi lẻ loi. Nói chung là skill của Tashigi thì cũng khá là đẹp, chém xoáy khá là đẹp. Trung bộ với Tashigi này thì chúng ta có Smoker, cũng phiên bản sau 2 năm luôn. Ngoài ra còn có một cái combo thay đổi giới tính nữa, cũng rất là thú vị. Anh em đã có xem phim hay là trong game thì cũng có thể biết. Mấy con đó thì cũng đã có trong game rồi, thì mình cũng đã test đầy đủ hết rồi nha. Mấy con tướng đó thì quá là quen thuộc rồi. Nói chung là mình đã test tướng rất là nhiều rồi. Rồi như vậy là nhiệm vụ đầu tiên mình đã chiến thắng khá là dễ dàng. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là nhiệm vụ gì đây? Đại ca của G5 hả? Oh my god, đại ca của G5 là ai? Đại ca đại bàng của chúng tôi à? Ủa cái gì vậy? Nó kêu đại ca của G5 mà cuối cùng chúng ta phải đánh với tinh anh hả? Bọn tinh anh hả? Bọn tiểu đội tinh anh hả? Adu, đại ca gì kỳ vậy? Mó tay. Đại ca kiểu này là toan rồi. Rồi tiếp tục là đánh với bọn nhãi nhép này hả? Ui rồi Trang không muốn nói. Mình cũng muốn làm sao cho đám to vô giết phát chết nhanh cho rồi, chứ đánh với bọn này lâu ly lắm anh em ơi. Cực kỳ lâu luôn á. Ôi ôi ôi, dính CC rất nhiều luôn. Úi tụi nó tự chém nhau kìa, ngon. Nói chung là ra cái mê hoặc ngon á. Mê hoặc hoặc là hỗn loạn nha anh em, thì nó sẽ tự đánh nhau. Tụi nó đam rất là to, nếu mà tụi nó đánh nhau thì sự rất là ngon cho mình. Đây thằng kia là đem chạy quậy, nhìn thằng kia nha, nhìn thấy cái thằng bị mê hoặc nha, nó chém đồng đội của nó nè. Đây 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 đây, máu rút hơi bị kinh luôn đó, gần chết luôn anh em thấy chưa, cực kỳ là ghê luôn. Ui đợt này không có mê hoặc rồi. Trong là mình nghĩ nếu mà đánh bọn này thì mình nghĩ là chúng ta nên đem những cái đứa nào có CC mê hoặc hoặc là hỗn loạn. Mà hỗn loạn thì cũng chưa chắc là đánh vào nhà, hỗn loạn thì vẫn có khả năng nó sẽ đánh tem của mình đấy. Cho nên nếu mà mê hoặc thì sẽ rất là ok nhất, mê hoặc là ok nhất. Rồi ok, chung win thì vẫn win nhưng mà hơi mất thời gian xíu. Mình khá là thích bọn này với cái hiệu ứng mê hoặc, nó sẽ tự chém lẫn nhau. Khá là phê. Rồi một ải. Ải tiếp theo, không biết có ra mê hoặc hay không đây. Rồi đợt này không có mê hoặc luôn, khá là buồn. Thằng Lo thì không có mê hoặc rồi, nó chỉ có hỗn loạn thôi. Đây để xem thử hỗn loạn coi. Hỗn loạn coi nó chém tem nào nha. Đấy nó vẫn chém tem mình được anh em thấy không? Nó vẫn chém được. Nhưng mà như là nó vẫn chém được tem nhà hay sao á, nó vẫn chém tụi chung phe với nó. Khá là sầu đời nhỉ. Nhưng mà trận hình này thì chắc chắn là mình không thua được đâu. Mình còn hồi sinh các thứ. Đây có một mê hoặc, hai mê hoặc. Ôi nhưng mà bị choáng mất rồi. Bị choáng thì nó mất lượt mất tiêu, còn đâu nữa mà đánh. Hơi đen anh em, hơi đen. Nếu mà mê hoặc không thì ngon, còn có thêm choáng thì bỏ tay rồi, tại vì choáng là sẽ mất lượt, mà mất lượt thì nó không có cái kích hoạt cái mê hoặc. Đây có một thằng bị mê hoặc này, chúng ta cùng chờ đợi thanh niên mê hoặc đây. Ui, đã mê hoặc rồi còn hỗn loạn nữa. Rồi chắc là thanh niên tự chém bồ nhà rồi. Một thằng tự chém bồ nhà, hai thằng tự chém bồ nhà, ngon chưa anh em? Hiệu ứng trong đây mà nó là mấy cái pháo bạn, bắt đầu từ mấy cái map này là chúng ta cần CC cho tụi nó tự đánh nhau là ngon. Đặc biệt là trong ải của Resora. Resora mà anh em đánh tay đôi cũng chưa chắc đánh lại ở đâu, trừ khi anh em quá mạnh rồi thì không nói rồi. Còn nếu anh em dùng mưu mẹo thì vẫn có thể thắng được nha. Chúng ta sẽ dùng CC để khắc chế tụi nó. Khá là ngon. Đây thằng kia bị dính mê hoặc nè. Đấy, hai đứa nó tự chém nhau chứ làm gì đâu, mình đâu có làm gì đâu. Tính ra nó chém đam còn nhiều hơn cả đam mình gây ra. Lại có một đứa mê hoặc nữa. Dính nè, chém nè, chém nè, chém nè. Ui, nó bị chích xì ke mất rồi. Chích xì ke thì lại mất lượt rồi, chán quá nhờ. Tem này mang mình thằng Bingo đi được không ta? Ví dụ mang mình thằng Doflamingo đi không biết được không? Lát mình thử coi. Mang một mình thằng Doflamingo thôi đem, với lại nhân vật chính thôi. Cho thằng này nó khỏi ra cái CC tê liệt, cái tê liệt nó mất lượt rồi chán quá. Cho tụi nó mê hoặc cái tự chém nhau cho vui. Quên. Đấy, tự chém nhau anh em thấy không? Rất là sướng luôn. Trong màn sương dày đặc xuất hiện một con tàu thần bí, đó là Blackpea. Tàu ngọc trai đen, quá gắt luôn anh em. À, còn một ải cuối cùng nữa đúng không? Hình như là hai ải nữa đúng không? Thôi trước tiên rồi mình ra mình đánh cái tàu Blackpea đã. Kiếm quà cho anh em, tàu đánh ngon lắm. Có phần quà rất là sướng. Đấy, mình được cái này nhưng mà cái này hình như là mình có rồi thì phải. Đen trời, hôm qua vừa được xong, hôm nay được nữa. Ôi, cái này mình có rồi. Có rồi thì chúng ta cứ để dành cũng được. Để dành cống hiến cái ác ma nha anh em, cũng khá là ngon, được khá là nhiều điểm. Rồi, chúng ta tiếp tục với hai ải cuối cùng đi, rồi kết thúc clip luôn. Trang không muốn nói. Đao khách G5 cường quá, kiếm sĩ G5 cường quá. Quá dữ. Ê, giờ lấy ai được trời. Nói chung là mấy tướng kia lấy khó quá anh em. Muốn lên cấp cần mấy cái cục haki cao cấp mà mình không có. Thế thì chúng ta chỉ có thể tăng những cái đứa nào mình không có thôi. Lát ra haki xem thử thôi. Lát anh em chúng ta cùng chết cái haki nhá. Xem thử coi có những cái đứa nào nó phù hợp với cái đội hình gọi là dân cày cuốc kiểu nông dân anh em. Cày chay. Cày kiểu nông dân cày cuốc. Chứ mấy cái cục haki đó khó kiếm lắm. Một là tích vàng để mua, hai nạp tiền thôi. Bởi vậy nói chung là phải có tiền, có điều kiện. Úi, xong chưa? Còn một ải đúng không? Nhưng mà trước tiên thì thôi đánh cho xong luôn đi, ra cũng được cho thoải mái anh em ha. Còn ải cuối cùng mà, đánh cho nốt luôn đi. Rồi, ải này rất là trâu nha, cực kỳ trâu luôn. Ải này phải nói là cực kỳ trâu. Mình có một cái hiệu ứng đó là lồng chim. Thì mỗi lần tới lượt nó sẽ rút máu. Đó là một cái khá là lợi thế đấy. Ui, nhưng mà nó chém cũng đau vãi lìn luôn ấy. Nó chém cái muốn hết ống máu luôn rồi anh em ơi. Đảm bảo gặp ải này mà gặp mấy con khổng lồ thôi chắc chắn là thua bó tay. Thì ải này chắc chắn là có một con khổng lồ chờ đón chúng ta rồi đó. Hai con luôn, nhiều con luôn lần khác. Con cậu bé xin gì đó, xin khổng lồ gì đó, với lại con Shisha khổng lồ. Thôi nói chung là nghĩ tới cảnh tượng đó là mình biết kết quả trận đấu rồi, cho nên mình không muốn nghĩ tới thế nào. Nhân vật chính giờ làm được cái gì trời? Bầu 600k, vãi thật. Nhân vật chính ao meta quá. Ao meta quá bạn ơi. Chán không muốn nói. Ok. À mà lâu lắm rồi chúng ta mình chưa vào server 410 để mình xem Moja Hân, tức là Mega đó, dạo này sao rồi. Để mai mốt đã rảnh làm clip vào xem cho anh em xem ha. Coi Thiên Phú dạo này sao rồi anh em. Chứ lâu lắm rồi không xem. Đây, chúng ta vào haki thì nói chung mà đồng đội mà chúng ta ưu tiên thì chắc chỉ có Sabo thôi. Mình nghĩ chắc chỉ có Sabo thôi. Sen thì làm sao mà mình có nổi đúng không? Mất chiều hâu thì càng khó nữa. 48 cục này, mỗi loại 48 cục. Mấy con tướng này thì cũng y chang, nhưng mà mấy cái viên này cũng khá là khó kiếm. Khó thì không phải là khó nhưng mà mình khá là lười. Rayleigh thì cũng có khả năng nè, 35 viên. Mình nghĩ là Rayleigh khá là mạnh, chắc chắn với anh em luôn là Rayleigh rất là mạnh luôn. Râu đen thì thôi dẹp đi ha. Thằng này Usopp, thậm chí Usopp thôi mà cũng phải tốn cái cục này nữa. Bên đây thì chúng ta có một số đồng đội ưu tiên, ví dụ như là Fujitora. Đây là một đồng đội đánh bằng nhẫn, cũng khá là ok. Đây là Boget. Boget thì mình có đang chơi rồi, đồng đội này khá là dễ thôi, chỉ cần chiêu mộ là được. Sabo thì mình không hiểu sao Sabo nó lại ít haki như vậy anh em. Mình nói thiệt với anh em luôn á, Sabo chỉ có 15 cấp thôi mà Minh Gâu tới 22 cấp này. Khá là khó hiểu thằng Sabo. Tuy nhiên thì mình cũng chả biết thằng Sabo nó có mạnh không đây nữa. Mà cộng lên được SS cộng hả? Ui, tính ra là ngon hơn cả Minh Gâu này. Khá là xàm nhỉ. Thì cứ từ từ đi. Clip cũng khá là dài, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe, đăng ký để ủng hộ cho mình. Hẹn gặp em vào những clip tiếp theo. Thì con ngạc Kissaman này của mình chắc là thời gian này sẽ quay trở lại một vài clip. Thì mong là anh em sẽ xem và ủng hộ cho mình. Rồi, ok. Lắp lại trận hình một xíu cho nó có một ít lực chiến. Chứ lực chiến mình yếu quá. 4,3 triệu. Trời ơi, không biết bao giờ mới lên được 5 triệu đây anh em ơi. Xa vời quá. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.